chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng cha. Anh Giuse Nguyễn Đức Thuần và chị Maria Đinh Thị Trang. Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp anh chị cùng với thân quyến và bạn bè của anh chị trong ngày anh chị cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa nhận lời anh chị trong ngày vui này và ban trợ giúp bởi ơn trên để bênh vực cho anh chị được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều anh chị khẩn cầu. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây, là anh Giuse Nguyễn Đức Thuận và chị Maria Đinh Thị Trang, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Tobia. Bấy giờ Tobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: Này em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta để Ngài nói thương ban cho chúng ta được an lành. Làm trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng thánh danh Chúa đến muôn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn đời. Chính Chúa đã dựng lên ông Adam, dựng lên cho ông một người vợ trợ thủ và nâng đỡ là bà Eva, vợ ông, và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một mình trợ thủ giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng dục mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin Chúa đoái thương con và em con, cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Rồi họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Trên nhà người phúc đông mưa nguồn với
bao hạnh phúc, con cái của người tựa nho quý sinh chuối, như cây tuyệt vời hiện thế ban vui cười. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Đó là nơi Chúa. Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người. Họ nói: Người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: Các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,
và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một bối cảnh xã hội mà cái tư tưởng về sự tuyệt đối gần như không có chỗ đứng. Người ta sợ những cái gì là tuyệt đối và cái gì cũng chỉ mang tính cách tương đối mà thôi. Tuyệt đối có nghĩa là phải có một sự đồng hành lâu dài, không tính trong quãng thời gian. Và một cuộc sống tương đối có nghĩa là cái gì cũng chỉ vừa vừa thôi, cái gì cũng chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Chính vì cái suy nghĩ về sự tương đối trong cuộc sống, thậm chí trong cả lĩnh vực gia đình, cho nên càng ngày người ta càng dễ bỏ nhau, càng ngày càng dễ ly dị. Cái tỷ lệ những gia đình trẻ ly dị trên thế giới ngày hôm nay là rất cao, nó lên tới hơn 50%. Không chỉ những người không có đức tin mà ngay cả những người có đức tin cũng ly dị khá nhiều. Và giáo hội đang rất lo lắng về chuyện này. Lý do là bởi vì khi mà ly dị thì nó không chỉ phá vỡ đi cái mối rơi ràng buộc của hôn nhân mà còn mang lại những cái hậu quả. Hậu quả từ hai người nam nữ và hậu quả của con cái sẽ dẫn đến cái tình trạng con anh, con tôi, con chúng ta. Và muốn gì thì muốn, khi mà sống cùng với một đứa trẻ không phải thuộc máu mủ của mình thì phải là một người có lòng quả đại lớn lắm mới có thể đón nhận nó như một đứa con ruột. Còn nếu không thì vẫn có một sự ngăn cách, vẫn có một cái khoảng nào đó. Và cái này chúng ta thấy rất là rõ. Và sự thiệt thòi đó nó lại đến ở nơi những đứa trẻ. Cho nên là giáo hội rất lo lắng cho cái sự bền vững trong các đời sống gia đình. Nhân là ngày hôm nay lại còn thêm một cái trào lưu nữa, đó là đồng tính luyến ái. Hai người nam cưới nhau, hai người nữ cưới nhau, và rồi còn đòi làm bí tích trong nhà thờ. Chả hiểu thế nào mà lần nữa đòi xã hội công nhận khi đi đăng ký kết hôn, rồi đòi có quyền được sinh con. Không hiểu hai người nam giới lấy nhau thì sinh con kiểu gì, lại đòi xã hội hợp thức bằng việc làm bí tích ở trong nhà thờ. Chúng ta biết rằng quan điểm của giáo hội đó là không bao giờ đồng ý với chuyện đó cả. Bởi vì hôn nhân công giáo là hôn nhân đến từ ý định của Thiên Chúa. Mà ngay từ ban đầu, Thiên Chúa muốn đưa một người nam và người nữ đến với nhau. Không phải hai người nam đến với nhau, không phải hai người nữ đến với nhau, nhưng là một người nam và một người nữ để làm thành một cộng đoàn, để cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng nên những công trình mới. Đó là sáng tạo nên những con người. Và vừa rồi ở Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thì người ta có đưa ra một cái câu hỏi, đó là những người ly dị mà tái hôn thì có được nước lệ không? Ly dị tái hôn là một tình trạng
càng ngày càng phổ biến, nhất là ở các thành phố. Vậy thì khi họ là người Công giáo thì họ có được phước lễ không? Quan điểm của xã hội vẫn luôn không có thay đổi. Đó là bất cứ một quan hệ nam nữ nào ngoài bí tích hôn phối, tức là ngoài người vợ người chồng theo giáo luật, thì đều phạm điều răn thứ 6, đều mắc tội trọng. Mà trong nguyên tắc của việc rước lễ thì mắc tội trọng không có được rước lễ. Những người đã ly dị tái hôn vẫn được sinh hoạt trong xã hội, vẫn được tham gia vào các hoạt động, nhưng rước lễ thì không, chừng nào mà họ không còn có cái liên hệ nam nữ nữa. Không phải bây giờ giáo hội mới cứng rắn như vậy đâu, mà ngay từ thời Đức Giêsu, Ngài đã đưa ra một cái phán quyết rất là rõ. Người ta hỏi Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Những người Do Thái hỏi Đức Giêsu như vậy. Lý do là bởi vì Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng nếu như người vợ của anh mà không đẹp trong mắt của anh thì hãy viết cho nó một tờ giấy ly dị và đuổi ra khỏi nhà. Không đẹp trong mắt, có thể là không đẹp với hình dáng ở bên ngoài, có thể là không đẹp qua cách sống, có thể là không đẹp qua cách cư xử hàng ngày. Thế nhưng mà cái chuyện đuổi ra ngoài như vậy mà ông Môsê cho phép thì lại xuất phát từ sự cứng lòng của người ta. Chúa Giêsu bảo rằng bởi vì các ông lòng chai dạ đá, cho nên ông Môsê mới viết điều luật đó. Còn từ ban đầu thì không có như thế đâu. Từ ban đầu không hề có chuyện không đẹp thì đuổi ra khỏi nhà, không bao giờ có. Và sau khi nói với họ xong, Đức Giêsu bảo rằng sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Nói như vậy thì luật hôn nhân hay cái luật bền vững trong đời sống hôn nhân không phải đến từ con người, nhưng đến từ nơi Thiên Chúa. Đến từ nơi Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đưa người nam người nữ với nhau để gắn kết họ thành vợ thành chồng. Và cái luật đó là luật của Thiên Chúa. Không có một thế lực nào ở thế gian này có thể can thiệp để phá vỡ cái mối dây ràng buộc ấy được. Chính vì sự bền vững trong hôn nhân, cho nên giáo hội mời gọi chúng ta phải có một sự chuẩn bị rất kỹ càng cho những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Cách đây 2 năm, khi mà chúng tôi đi thường huấn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Thái Bình, thì cái chủ đề thường huấn trong suốt một tuần đó, đó là giáo luận về bí tích hôn nhân. Rất là kỹ càng. Suốt cả một tuần, chúng tôi học về giáo luận bí tích hôn nhân. Và một trong những điều mà các đức giám mục đưa ra, đó là các cha phải có bổn phận chuẩn bị cho những người bước vào đời sống hôn nhân về giáo lý, về các chương trình giáo lý. Và thời gian tối thiểu là 3 tháng. Tối thiểu. Thế còn tùy theo hoàn cảnh, có thể kéo dài hoặc là rút ngắn, nhưng bình thường là 3 tháng. Và với những người mà có những trường hợp đặc biệt thì lại có những cái khoản riêng cho họ. Chuẩn bị hôn nhân là quan trọng lắm. Tại sao lại phải chuẩn bị? Thưa, là giúp cho đôi bạn trẻ trước khi bước vào đời sống hôn nhân hiểu rõ được đâu là giá trị của tổ chức, đâu là bổn phận của những người làm vợ, làm chồng, đâu là bổn phận của những người làm cha, làm mẹ, và đâu là giá trị của sự bền vững. Nhiều người không hiểu được cái đó đâu. Thích nhau thì đến với nhau, và không thích thì chia tay. Giáo hội mà như thế thì làm gì còn giáo hội nữa. Cho nên việc chuẩn bị là điều rất là quan trọng. Và những cái điều mà giáo luật quy định về sự thành sự của hôn nhân
thì những người trẻ phải biết. Trong sách giáo lý hôn nhân mà các bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân học, ở bài số 3 ghi là giáo luật về hôn nhân, có ghi 12 cái điểm gọi là 12 ngăn trở tiêu hôn. Tức là khi mà đụng vào một trong 12 cái vấn đề đó thì hôn nhân giữa hai người nam nữ không có thành sự. Mà không có thành sự thì không phải là hôn nhân trước mặt Chúa. Có thể mở tiệc rất linh đình ở nhà, thế nhưng mà trước mặt Chúa thì không phải là hôn nhân, bởi vì ngay từ ban đầu nó đã có vấn đề. Thế mà bây giờ những người bước vào đời sống hôn nhân lại không nắm được cái điều đó, thì rõ ràng nhiều khi người ta làm sai mà không biết. Cho nên việc hỏi là điều quan trọng lắm. Cái giá trị của bí tích hôn nhân như lời Đức Giê-xu nói, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly, đồng hành với nhau cho tới lúc chết. Mà đồng hành tới lúc chết là một điều rất nhiều người sợ. Nhiều người sợ lắm. Ngày hôm nay nhiều người trẻ bên Trung Quốc không có dám lấy vợ lấy chồng, bởi vì họ sợ. Sợ phải gắn kết với nhau, sợ những trách nhiệm và bổn phận. Sống một mình có thể đi đâu tùy ý, sống một mình có thể làm gì tùy ý, sống một mình có thể ăn cái gì, ngủ lúc nào cũng được, giận lúc nào cũng được, không ai làm phiền cả. Thế nhưng bây giờ gắn kết với một người khác thì không phải là sống cho mình nữa, mà sống cho, sống với, sống vì người khác. Sống vì chồng, sống vì vợ, sống vì con, vì cái. Và những cái đó nó sẽ ràng buộc và đánh mất đi một phần nào đó tự do. Thế nhưng trong cái nhìn đức tin của chúng ta thì cái vì đó, cái với, cái cho đó lại có một ý nghĩa rất cao quý. Đó là nó làm cho sự gắn kết mà Thiên Chúa muốn ở người nam người nữ được trở nên bền chặt hơn. Giá trị của hôn nhân Công giáo không bao giờ thay đổi, cho dù có tận thế thì vẫn không thay đổi. Khi mà hôn nhân đã thành sự qua việc cử hành theo nghi thức của giáo hội thì chỉ có cái chết mới có thể phá vỡ được mà thôi. Còn không một thế lực nào ở trần gian này có thể phá vỡ được. Hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để cùng với anh Giuse Nguyễn Đức Thuận và chị Maria Đinh Thị Trang cầu xin Chúa chúc lành cho sự gắn kết mà họ bắt đầu từ hôm nay một cách chính thức, với những lời quả quyết, với những lời hứa và với việc trao cho nhau cái tín vật, để với sự quả quyết, lời hứa và cái tín vật đó thì họ sẽ có bổn phận trung thành với nhau, tôn trọng, yêu thương cho đến suốt đời, cho tới khi cái chết đến gặp gỡ đưa họ ra khỏi cõi đời này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ và cùng nâng đỡ họ để gia đình mà họ xây dựng ngày hôm nay sống trong niềm vui và bình an. Nhưng hơn hết đó là sống trong ơn nghĩa của Chúa. Bởi vì chỉ có ơn nghĩa của Chúa thì sự gắn kết mới thực sự có giá trị. Và chỉ có ơn nghĩa Chúa mới có thể giúp người ta có đủ sức mạnh mà trung thành với nhau để vượt qua những dông bão của cuộc đời này. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Nguyễn Đức Thuận và chị Maria Đinh Thị Trang, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, con không.
Thưa cha, con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Sẽ Ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập ra ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và đó là sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Em Maria Đinh Thị Trang. Anh là Giuse Nguyễn Đức Thuận. Nhận em Maria Đinh Thị Trang làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đinh Thị Trang, xin nhận anh Giuse Nguyễn Đức Thuận làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong quần địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Đinh Thị Trang, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Đức Thuận, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái nhẫn nói với các bạn cái gì? Tình yêu và sự chung thủy chúng con thể hứa. Mỗi lần mà cãi nhau, mỗi lần mà có chuyện nọ chuyện kia, thì cái nhẫn nó nằm ngay ở trên tay đấy. Đó là nhắc cho các bạn phải nhớ rằng đó là dấu chỉ của tình yêu và lòng chung thủy. Mà yêu thương thì như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói, yêu thương thì tha thứ tất cả, đón nhận tất cả, nhịn nhục tất cả. Yêu thương đó là giúp cho chúng ta đến gần với Chúa hơn. Với tư cách là người đại diện của Hội Thánh, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Giuse Thuận và chị Maria Trang chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Sau khi chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta cùng chúc mừng cho họ. Và các đoàn chúng ta còn đứng lên để xem lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương và kiện toàn thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Nguyễn Đức Thuận và chị Maria Đinh Thị Trang. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa, giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình.
chúng ta hãy cầu nguyện. Cuộc sống con người, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho đôi tân hôn này. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu ban ơn phù hộ che chở những người Ngài đã làm cho nên phong phú và bí tích hôn phối. Quỳ lên trên này. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Đinh Thị Trang được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng, và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắc, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời đứng lên. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước ăn dùng, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con. Nhưng xin Chúa ban một lời, thì tên của con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúa tiêu ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sâu như bạn người. Xin cho ngàn như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ người an, sáng sớm hiền hoàn. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Lời Chúa được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và lan truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho anh chị được hưởng niềm vui của Ngài. Amen. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp anh chị khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Amen. Xin Chúa Thánh Thần hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống lòng anh chị. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Nghi thức đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.
nguyện dâng là dâng lên Chúa, mong Ngài ban sắc hương. Tình yêu con bây giờ mong chờ với ước mơ, dâng những ước mơ nguyện ơn Chúa dệt thắm đời. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời, đời gian khó xin thương dịu dắt, đường đời tắm tôi xin Chúa làm vầng trăng. Đời trăm năm từ đây, xin từ đây lối mở đưa nhau đi, cách chờ nương nhau về. Trần gian nhiều khi mưa gió, có tình cha dắt qua đường ra đi xa mờ, nương nhờ tay Chúa đưa cho nắng hay mưa, tình cha bóng rơm che đầu. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời, đường đời gian khó xin thương dịu dắt, đường đời tắm tôi xin Chúa làm vầng trăng. Xin Chúa